Khương mến chào anh Long ở phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh ha. Anh có gọi điện đặt ủng hộ em bộ hát mà anh bạn anh cho, đó là anh Thái mua của em ngày xưa ha, và bộ hát đúng như của anh Thái có gửi cho anh. Thì em đã lên YouTube em tìm lại, kiểm tra lại là đúng rồi, là bộ Icon Ubus Pro và micro cao cấp Stata BCK320. Bộ này thì hơn 3 triệu. Và anh cũng đã ok và biết giá trước rồi. Và trước khi tại sao em cũng giải thích tại sao anh có hỏi em, trên mạng có người họ bán 3 triệu, có người họ bán 3 triệu rưỡi, có người họ bán 3 triệu 3, là em giải thích cho anh ví dụ như vậy đây. Ví dụ như 3 triệu á thì họ sẽ kèm cho mình cái tai nghe bình thường anh ha, tai nghe bình thường. Còn nếu mà mình mua họ 3 triệu rưỡi ví dụ như vậy thì họ sẽ đưa cái tai nghe này cho mình ha, đúng bộ của nó ha. Ví dụ như vậy, tại vì cái tai nghe này nó đã là 400-500 ngàn ha. Còn cái tai nghe kia nó có vài chục ngàn thì nó chênh lệch tới mấy trăm ngàn, là lý do là như vậy. Và sản phẩm của anh á thì y như anh Thái ngày xưa, nhưng mà lần này em có tặng thêm anh 2 món, vì ngày xưa em không có về trang kẹp điện thoại thứ này. Cái này là em tặng cho anh 2 cái trang kẹp điện thoại ha. Em mới về 1.000 cây, 1.000 cây trang kẹp như vậy. Em tặng mỗi khách 2 cây. Và sản phẩm của anh gồm có nè, trang kẹp mic nè, sao kẹt nè, micro nè, tai nghe xịn nữa ha. Và đặc biệt em có tặng cho riêng cho anh thêm cái tai nghe này cũng phải không phải là xịn lắm, nó tầm hơn 100 ngàn thôi ha. Tai nghe này tai nghe nhỏ để mình hát nhiều tiếng trên Facebook. Còn anh hát thu âm thì anh đeo tai nghe xịn kia ha. Cái để em nói thêm. Và cái bộ này thì không có hiệu ứng vỗ tay khán giả gì hết, chỉ chuyên để hát thôi. Và có kèm theo cho anh cái dây để lấy nhạc máy tính. Sau này anh có máy tính anh cài phần mềm thì cài hiệu ứng vào được nha. Đây, đây là dây lấy máy tính. Anh về anh cắm y như em ha. Cái này đầu tiên là dây lấy nhạc, anh cắm vào điện thoại, nhớ tháo ốp lưng ra. Nếu điện thoại của mình kẹt ha thì tháo ốp lưng ra cho nó sát hay ha. Lỗ mic một em chỉnh, em găm lỗ mic một thì em chỉnh mic một 3 giờ nè, ví dụ này ha. Còn tai nghe thì em chỉnh tai nghe một thì em chỉnh cũng khoảng 3 giờ ha. Cái mic 2 em không chỉnh vì mình hát có một mic. Tai nghe 2 mình em không chỉnh vì mình cũng hát cũng đơn ca ha, mình đeo cũng mình nên mình có bạn bè thì anh gâm vào thêm ha. Đó. Và cái phần này là phần chép chung bass. Anh về anh có thể chỉnh lại ha, chép chung bass em đang chỉnh 60% ha. Anh về có thể là tăng chép hạ bass tùy ha. Mặc định em hát thì em thích hát số 20. Thường thường khách mới nhận hàng hát số 22 cho nó vang nhiều hơn. Còn những cái anh chị em mà mua hàng của em á, họ hát hay hơn em, chuyên nghiệp hơn em, giọng khỏe hơn em thì họ sẽ trở về 19 ha. Còn anh thấy nó ít vang thì anh lên 22, anh dặn lên 22 anh nhắn xuống là chế độ số 22. Còn em thì em hát số 20, em chỉnh số 20. Và cái đặc biệt cuối cùng quan trọng nhất, đèn thứ nhất, đèn thứ hai, đèn thứ ba mở, đèn thứ tư em lại tắt, đèn thứ năm, thứ sáu em mở. Có nghĩa là bóng đèn thứ tư này là bóng đèn chế độ MC ha, em không có nhấn nó xuống cho nó cháy như vậy ha. Cháy như vậy thì có nghĩa là mình hát nhạc tự nhỏ lại thôi chứ không có gì. Chế độ MC em tắt bỏ. Rồi, việc cuối cùng còn lại là găm cái dây thu âm vào cái điện thoại em đang quay xuống đồ anh nè. Anh găm vào là sẽ có nhạc, khán giả nghe nhạc nè. Dây thu âm này thì nó 3 màu, anh nhớ cho em màu hồng nè. Màu hồng nha, màu hồng găm vào chứ đừng găm màu xanh là nhầm nha. Có nhiều khách hay găm màu xanh không xài nha. Màu hồng găm vô đây cho em. Màu đen còn lại găm vào cái điện thoại livestream thu âm, em găm cho anh xem luôn ha, găm liền luôn. Em găm đây. Đó, anh nghe tiếng nhạc, tiếng nói chuyện của em là ok ha. Bây giờ em hát một đoạn luôn chứ. Kiểm tra một đoạn cho anh Long ở phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Icon của Bất Pro Micro K320 đã nhận tiền Agibank vào lúc 7 giờ 52 phút 45 giây. Cảm ơn anh. Từ xa kiếm sống giang hồ, cho tôi xin hai chữ bình yên.
gian lệ phồn hoa, bốn ba đời sương gió, trăm ngàn gian khó để đò cõi lo. Sợ lầm chữ nghĩa chữ tình, khi gian nan nghĩa tình vội tan, đâu ai nhớ khi xưa nghèo tài thành chỉ kỳ, nghèo trong gian khó nhưng chắc tình anh sống vô thường. Xa cơ biết chân tình, lúc cơ hàng không kẻ đó người đưa. Lặng lẽ kiếm sống âm thầm, không muốn con tình con thiện hơn, cô đơn vươn trong đêm kiếm giang hồ lang tư. Thôi đời mà kể nó đi. Cái video nó đã 7 phút rồi. Em tắt video em gửi cho anh Long để nó dài quá. Cái Zalo của nó bị cắt khúc, anh không xem hết video. Một lần nữa em cảm ơn anh Long ở phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển tiền rất sớm cho Khương vào tài khoản Agribank vào lúc 7:52:45 sáng nha. Và em cho hàng đi kịp hôm nay luôn nha. Cảm ơn anh.